Dạ, tỉnh táo đàng hoàng thì chúng ta phải biết rằng đây là hiện thực và tất cả những cái kia là ảo tưởng và giấc mơ. Vậy thì qua cái lớp học này chúng ta phải thực tập tỉnh thức, tỉnh giác. Tại vì nếu không như vậy đó, không phải là chúng ta chỉ có những giấc mơ khi chúng ta ngủ đâu. Chúng ta có cả giấc mơ ngay khi chúng ta còn thức, ngay lúc chúng ta đi làm việc. Thành nói tiếng Anh nó là daydream á. Quý vị thấy không? Không sống trong giây phút thực tại mà mình cứ mơ tưởng hão huyền ở đâu đó, để rồi có khi mình không đạt được cái mình thất vọng, mình ê chề, hay là mình không có mặt trọn vẹn thì chả có gì nó thành công được hết. Tại vì không có hiện tại thì sẽ chẳng bao giờ có tương lai. Chúng ta nên nhớ nhân quả rõ ràng, ngay giây phút hiện tại mình chuẩn bị tốt đẹp như thế nào thì hy vọng rằng với quy luật vũ trụ đầy đủ trọn vẹn thì nó sẽ mới có cái quả của tương lai. Vậy thì cho dù chúng ta chỉ là đến đi như sợi nắng, và sợi nắng có đến có đi không quý vị? Mình gọi là đến và đi, nhưng thật sự nó chả có đến và chả có đi đâu. Nó luôn luôn hiện hữu ở đó, nhưng mà mình có cảm nhận được hay không, mình có thấy được hay không, mình có trọn vẹn hay không, đó là tùy điều kiện nhân duyên và tùy cái sự tỉnh giác của mình. Thấy không? Chứ còn nắng không có đến đi, và nắng nó đem tới ánh sáng, và ánh sáng đi kèm với gì? Trái tim nồng ấm, tức là năng lượng tình yêu thương. Và gì nữa? Mất còn như hư không. Hư không có phân biệt được không? Quý vị đóng cửa này lại, quý vị thấy cái hư không trong này và ngoài kia nó khác nhau hay nó giống nhau? Quý vị lấy cái hình tròn, quý vị bỏ vào đây thì cái hư không nó hình tròn. Quý vị lấy cái hình vuông, quý vị bỏ vào nó hình vuông, nhưng nó có hình tròn và hình vuông không? Thưa quý vị, không. Nó không đến, không đi, không mất, không còn, không có, không không. Mà làm sao nó hiển lộ khắp nơi? Từ cái không nó mới biến thành cái có. Nếu cái mặt đất này nó mà không trống vắng thì chúng ta sẽ không xây được nhà, không xây được cầu. Nếu căn phòng này nó mà không trống thì nó sẽ không chứa đựng được mình. Phải không? Căn nhà này nó là một khối đá chặt cứng, làm sao nó chứa đựng được mình? Nếu căn nhà này nó chặt cứng hết, làm sao sống âm thanh truyền qua để quý vị nghe? Thành nó toàn thể cái con người của mình, từng các cái hệ thống cơ quan tế bào nó đều là trống hết, nó mới di chuyển được, nó mới kết nối được. Và nếu chúng ta nhìn một cách tận cùng, nó là những sóng năng lượng, nó là trống không. Thành ra nó đến rồi nó đi, nó hợp rồi nó tan là chuyện tất yếu. Chúng ta hiểu quy luật thì chúng ta thảnh thơi, không bám víu, không cố chấp, không tham cầu, không buồn phiền, không trách cứ. Khi nó không đủ duyên, khi nó đã hết duyên, cứ thảnh thơi. Thành ra nó không có đến, không có đi như sợi nắng, nó không có mất, nó không có còn như hư không. Thành ra đã tạm dừng chân ở đây 26 tháng hơn. À, chúng tôi sẽ chu du khắp nơi và cũng sẽ có mặt cho quý vị khắp nơi. Chúng tôi bay không ạ, không có đi. Nhưng mà làm gì làm thì vẫn rất là thương. Bởi vì khi mình đã hiểu mình rồi thì mình sẽ hiểu tất cả mọi loài. Hỏi ta bà, nó khổ khi mình chưa nhận được. Còn khi mình đã nhận ra được rồi thì nó không có gì là khổ hết cả. Thành ra người ta thường nói là gì? Tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là tự tại chịu khổ đau. Chứ không có cái gì gọi là hạnh phúc thực sự khi mình cứ đi tìm ở ngoài kia. Không có một cái thế giới nào mà chỉ có dương mà không có âm. Không có cái thế giới nào mà chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau. Và người nào chưa nếm trải khổ đau thì người đó chưa bao giờ biết trân quý hạnh phúc. Người nào chưa từng bao giờ mà đói thì người đó sẽ không bao giờ biết trân quý thức ăn. Người nào chưa bao giờ mà phải chịu khát thì mình sẽ không thấy trân quý từng giọt nước uống. Chỉ khi nào mình phải trải nghiệm thực sự bằng chính con người của mình thì mình phải thật sự trân quý. Mà có những người vẫn vô minh, có những người đã trải qua rồi nhưng mà sau đó mình bị quên lãng. Tại vì quý vị thường nghe người ta nói gì? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng mà có những người đã qua những cơn bệnh thập tử nhất sanh, là bởi vì cái phương pháp này nó cũng đã cứu rất là nhiều nhiều người
bệnh viện đã trả về rồi, chỉ còn nằm chờ chết. Và quý vị thấy là coi như là ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà có những người sau một thời gian thấy mình khỏe quá là mình lại lãng quên. Nếu mình không tỉnh giác và cái thói quen cũ nó cuốn mình về liền ngay lập tức, và mình lại trôi lăn vào trong đó, thì chúng ta phải cảnh giác. Tỉnh giác chưa đủ, mà những trường hợp đó phải cảnh giác cao độ hơn. Do vậy, lần cuối xin tri ân hết tất cả sự có mặt của bà con để dành cái thời gian quý báu của mình để về đây cùng có mặt cho nhau, cùng hỗ trợ động viên nhau thực tập. Và cảm ơn hết tất cả sự hỗ trợ của ban tổ chức cũng như là các anh chị em ở trong cái khách sạn này đã tạo cái điều kiện nhân duyên để tất cả mỗi cái duyên lành nhỏ nhỏ nó lo lại với nhau để nó thành tựu lên được một cái lớp học này. Cầu chúc cho hết tất cả chúng ta lúc nào cũng tỉnh giác, chánh niệm, sống trọn vẹn cho chính mình, biết yêu thương mình, chăm sóc mình thực sự, để rồi chúng ta sẽ trở thành những con người chủ nhân ông đích thực, đem cái trái tim, đem cái trí tuệ của mình để sống những ngày còn lại cho thật là trọn vẹn ý nghĩa.